bên kia đúng không? Nhìn thẳng vào chị, đừng nhìn xuống mẹ. Và em sẽ nhìn thấy là khi mà một cái lớp nền ấy mà nó mỏng như thế này, em thấy nó thật không? Nó tự nhiên không? Và khi mà mình quay chụp này hay mình nhìn ở ngoài này, mình cũng sẽ thấy là nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Em cảm giác như kiểu nó không đánh gì kiểu nhìn nó rất thật. Rất thật, của mình chỉ có cho màu mắt với tí má hồng với môi son lên thôi. Và nhìn ở bên ngoài nó rất là sướng mắt. Vâng. Đúng chưa? Còn khi mình làm cái lớp nền dày quá này, khi mình nhìn ở bên ngoài mình cảm thấy nó bị tượng sáp, nó bị bờ lên. Còn chưa kể là lên hình nhá, nó là một sự mà vô cùng khác biệt nhá. Em nhìn trên hình mình đang quay một căn giường nhá. Nhìn thấy nó chân thật chưa? Nó thật dã man đúng không? Vâng. Thì cái mà chị mong muốn rằng là các em đầu tiên là phải tạo ra một lớp nền nó đẹp như thế này, nó mỏng mịn như thế này. Và đây mình có chưa xịt khoáng đúng không? Em xịt khoáng vào xong rồi em đổ nước thoải mái thôi. Em di tay thoải mái luôn, nó không trôi được đâu. Đã khoáng là nó sẽ giữ lại hết tất cả các cái hạt phấn mà mình phủ thêm. Đó, còn nền của mình là chắc chắn rồi. Khoáng thì nó sẽ có giữ một nhiệm vụ là những cái hạt phấn này này, hạt phấn highlight, hạt phấn má hồng hay hạt phấn mắt, tất cả các hạt phấn ở phía trên này này, nó sẽ tẹp chặt vào lớp nền hơn. Từ đó thì cái việc là ví dụ khách không may mà họ không gỡ di di một tí, đó, hay gãy nhẹ nhẹ hay là mồ hôi với các thứ ra đầm đìa ở đây thì em lấy giấy thấm đi là nó hết, nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nó vẫn giữ nguyên hay mồ hôi phần này này, nhiều cô dâu hay bị ra mồ hôi đây này, thì thấm đi là nó hết thôi, nó sẽ không hỏng nhá.